Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến tới bài 27, Carbon. Ký hiệu hỗn hợp của carbon là C, quy tử khối bằng 12. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần chính là các dạng tụ hình của carbon và tính chất của carbon. Vậy các dạng tụ hình của nguyên tố là gì? Đó là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên. Đối với carbon nó có 3 dạng tụ hình chính là kim cương, than chì và carbon vô định hình. Như vậy, chúng ta biết được kim cương lấp lánh như thế, nhưng nó cũng là nguyên tố carbon thôi nha. Than chì nó có nhiều trong bút chì, trong các ổ bi. Carbon vô định hình là có nhiều nhất. Và chúng ta chỉ xét tính chất hóa học của carbon vô định hình. Tính chất thứ nhất là tính hấp phụ. Tính hấp phụ là tính chất giữ trên bề mặt các chất khí, chất hơi, chất tan trong dung dịch. Các em nhớ là hấp phụ, chữ phờ, chứ không phải hấp thụ. Than gỗ, than xương, lúc mới được điều chế, có tính hấp phụ rất là cao, người ta gọi nó là than hoạt tính. Xét về tính chất hóa học, than cháy được, tức là tác dụng với oxy. Và ứng dụng của phản ứng này là dùng nhiệt lượng tỏa ra, chứ không phải dùng để điều chế CO2 đâu nhé. Chính cái nhiệt lượng tỏa ra này người ta mới dùng để sưởi ấm, đun nấu, vân vân. Tính chất tiếp theo là carbon có thể tác dụng với các oxide kim loại. Ở phản ứng này, carbon thể hiện tính khử. Hiểu một cách đơn giản ở chương trình lớp 8, lớp 9, tính khử là chiếm oxygen. Hỗn hợp của carbon và CO đều có màu đen. Sau khi đun nóng một thời gian thì sẽ tạo các sản phẩm là CO màu đỏ và khí CO2. Và các em nhớ rằng carbon chỉ khử được các oxit kim loại sâu Al để tạo kim loại và khí CO2. Carbon tác dụng với hydro khó khăn, nhiệt độ cao. Với các kim loại thì chỉ những kim loại hoạt động hóa học mạnh mới có phản ứng với carbon. Như vậy, carbon là một phi kim yếu và nó có tính khử. Các em xem clip sau nhé. Đun nóng hỗn hợp carbon và CO. Carbon và CO. Các em quan sát bên bình tam giác chứa nước ô trong sẽ thấy các bọt khí xuất hiện. Và chuyện gì xảy ra với nước ô trong? Rút ống dẫn khí ra khỏi mặt nước vô trong. Trong thí nghiệm thì người ta hạ đế giá thí nghiệm xuống. Đây là hỗn hợp của carbon và CO sau khi nung. Như vậy các em thấy hiện tượng gì đã xảy ra? Hỗn hợp từ màu đen sẽ chuyển sang màu đỏ. Còn khí sinh ra sẽ làm đục nước vô trong, đó chính là khí CO2. Phần ứng dụng các em về đọc thêm trong sách giáo khoa 184 nhé. Và về nhà các em làm cho thầy hai bài tập, bài 2, bài 3, 184 trong sách giáo khoa. Thân chào tất cả các em. Hẹn gặp các em ở những tiết học sau. Và các em nhớ ôm lại các bài tập, các bài học về oxide, acid, base, muối để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới nhé.